Hello, tiếp tục review cho cả nhà một chiếc đẹp biển số 38 này. Đời 2014, đầu nối zin nhá. Không phải là 2014 mà 2015 luôn. Zin nguyên bản từ đầu tới chân luôn. Con này biển 38 mài tính nha. Đời đăng ký lần đầu 2015. Xe cực kỳ còn và lướt luôn. Nhà Thanh Đoàn chốt đơn cho anh chị em bà con với giá 17 năm. Bớt 1 triệu đồng còn 16 triệu 500. Hồ sơ thêm 1 triệu 500 ngàn đồng nha. Đó, xe đẹp máy zin này. Đem zin nguyên bản lẫn máy zin. Giá có 16 triệu 500 ngàn đồng. Quá rẻ và tuyệt vời. Chốt đơn ngay gọi là gọn lẹ cho em nhé.